tiện khác thì không có thể đi vô sâu được trong cái con hẻm hốc rồi. Nhưng mà với chiếc xe này mình có thể đưa lương thực thực phẩm vào sâu cho bà con nhân dân hơn. Nó giúp mình trung chuyển được nhiều lương thực thực phẩm hơn, rồi tiện lợi hơn. Sử dụng lúc đầu thì mình hơi khó lái một chút, nhưng mà mình đi khoảng thời gian ngắn thì mình có thể sử dụng được nó cũng dễ dàng. Một lần cho ở chờ được chắc 200-300 kg, rất là dễ đẩy, dễ bẻ lái vô hẻm, nó không có bị dướng díu nữa. Chỉ có cái này banh ra là chở được nhiều đồ, chất cao lên. 4 người, 1 phần nữa, 5. Được các anh bộ đội tổ chức bằng xe thồ vô từng nhà, từng ngõ luôn, và trao tận tay từng người luôn. Cảm thấy rất vui, an ủi trong mùa dịch này. Mong muốn thì mấy chú được nhiều sức khỏe, mà nó được nhiều sức khỏe để đi phục vụ cho nhân dân.